Ôi, bông đẹp quá. Nhìn cứ y như là bông giả gì đó. Ngoan ngoan, hôm nay về nhà mới nha Tư Kỳ. Dạ con chào nội. Dạ con chào nội. Tôi không có điếc. Tại con thấy con chào mà nội không có phản ứng gì với con ấy. Tại vì cậu không phải là cháu nội của tôi, cho nên tôi không có phản ứng. Cậu chỉ là một người xa lạ thôi. Xa lạ gì đâu. Thì bây giờ bà nội của bạn gái vợ tương lai thì là cũng là bà nội của con mà. Cái gì mà bà nội của bạn gái của vợ tương lai là ai vậy? Ai mà vô phước quá vậy? Ủa, chứ Ngọc Cát không nói gì về mối quan hệ của tụi con với nội hả? Không. Vậy con xin trân trọng giới thiệu với nội và con là bạn trai của Ngọc Cát. Dạ. Tôi cũng trân trọng nói lại với cậu biết, tôi cũng không đồng ý cho cậu và Ngọc Cát tiến tới với nhau. Nội, nhưng mà chí ít thì nội cũng nói cho con biết là lý do tại sao mà nội ngăn cấm tụi con tới với nhau đi chứ. Nội phải thuyết phục thì con mới cam tâm con đi về chứ. Chứ là tôi không muốn. Tôi không muốn cho cháu của tôi phải khổ. Cậu có được cái gì? Cậu có cái gì mà vô trong cái tiêu chuẩn nhà tôi không? Cậu không xứng đáng với là cháu gái của tôi. Nội, bây giờ nội muốn ngoại hình con cũng đẹp trai mà. Không đẹp lắm đâu. Thôi rồi, bây giờ nội muốn kinh tế con cũng có kinh tế mà. Nội muốn con có đó, con có hết luôn á. Nội, cái mà cậu có là ngoại hình, tôi không cần ngoại hình. Kinh tế con có tiền mà. Kinh tế đừng đánh vào kinh tế của nhà tôi. Kinh tế nhà tôi là khá hơn nhà cậu nhiều đó. Cái của tôi muốn rất đơn giản mà cậu chắc chắn là cậu không có. Nội, bây giờ nội có thể nói rõ ràng và mạch lạc vô thẳng vô trong mặt con một lần được không nội? Vậy tôi chỉ thẳng cho bản mặt của cậu nè. Cái mà tôi muốn cho cháu gái của tôi đó chính là một sự tử tế. Nếu mà tử tế là con chùm luôn á nội. Nói chung là cậu đừng có dai quá. Nãy giờ tôi thấy cậu vừa dai mà vừa dày mà vừa dạng nữa. Cái mặt của cậu chắc cũng lì lắm ha. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cái mối quan hệ này. Cậu đi về giùm cái tôi. Nội ơi, con năn nỉ nội. À, nội hôm nay lần đầu con tới thăm nhà, cho nên là con có món quà con gửi nội. Đây, ái tử kê của con. Con xin biếu nội. Ái tử kê? Dạ. Là con gà con của cậu đó hả? Dạ. Nội nhìn vậy thôi nha, con gà này là con gà khỏe mạnh nhất, đẹp nhất trong bầy con mới nuôi luôn á. Tôi thấy cái mặt nó đơ đơ kìa. Nội nhận đi cho con vui nội. Cái nữa. Nội cầm đi nội. Thì tôi cầm nè. Dạ. Ê, ai tử đừng chạy ai tử đừng chạy ai tử. Ai tử ơi đừng chạy. Mày đừng có làm tao mất mặt với bà nội chứ. Ai tử. Thôi đi về, tôi không nhận gì hết. Đi. Nội. Đi. Tôi thông báo cậu biết cậu đừng có bén mảng tới đây nữa. Tôi sẽ không giờ chấp nhận chuyện cậu và cháu gái của tôi tìm hiểu và quen biết nhau. Đi. Bây giờ đi không? Không đi tôi lấy nước tôi xịt cho con ái tử kê cậu à. Con đi. Đi. Nội. Đi nó. Ái tử. Anh ta. Nó. Sao chổng lai chim đi ra đây làm gì? Con ra con mời anh vô nhà. Ai cho? Ủa? Ai cho? Nội, sao nội kỳ quá vậy? Nội kỳ cái gì? Anh là bạn trai của con mà. Mà tôi không thích. Ủa, sao nội cấm cản con? Nội cấm cản là nội muốn tốt cho con. Trời ơi, thiệt luôn á. Cái nhà này á, lúc nào cũng nói muốn tốt cho con. Con phải như thế này, con phải như thế kia. Nhưng mà có ai hỏi là con muốn gì không? Trời, anh bỏ đi rồi kìa. Con không biết đâu, tại nội á. Trời ơi, có ai hỏi con muốn gì không? Ngọc Kết. Cái gì vậy? Hả? Sao vòng lại đây kia vậy? Con thấy Ngọc Cát. Ngọc Cát sao? Con thấy Ngọc Cát đi ra, con tính đi vô. Đi, biến đi. Nó. Ai tự kê? Mày có thể cho tao biết tại sao mà lý do bà nội ghét tao tới vậy không? Trà mà chết cả con ạ. Bây giờ con
muốn chết, con không muốn sống nữa trời. Mày lao thẳng ra ngoài đường đi, mày đâm đầu vào xe thì mày sẽ chết. Mẹ muốn chết liền chứ mẹ vừa làm cái gì? Vì mày biết con không chết thật nên mẹ mới nói thế. Nhưng mà cứ cái kiểu mà ngăn cản tình yêu con thì con sẽ chết, con sẽ chết. Bao nhiêu lần mày bị ngăn cản rồi mày có chết đâu. Nhưng mà lần này nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Cái người đàn ông này trời ơi, lâu lắm rồi con mới tìm được mà. Mẹ ơi, mẹ nói nội đừng có ngăn cản tình yêu của con nữa. Với một điều kiện nha. Dạ không mẹ. Mày nín ngay cái cơn khóc này lại. Mày có nín chưa? Mày đi thu gom lại nhá. Mày xả rác khắp nhà của mẹ rồi đấy. Mày giờ mới hiểu chứ sao, trời ơi người ta đau lòng quá thì lại nói là không, rác nữa. Anh là lấn còn lấn. Lú loa chả ra làm sao. Nhặt giấy đi, tôi tìm cách để mà tôi giúp cho. Lát nữa dọn lần luôn. Thì đang khóc. Mình sinh ra mà sao nhìn mặt nó mà mình ghét thế mới được. Trời ơi, giống y chang luôn á thiệt á, mà sao mà ghét không hiểu nữa. Trời ơi, con với chả cái. Để ngay từ đầu đã nói rồi, cái chuyện này rất là khó khăn. Đấy, mà cứ đâm đầu vào để làm cái gì? Trời ơi, khó khăn nhưng mà bây giờ yêu nhau mà tự nhiên cái cấm cản à. Thì mày phải từ từ mày nói, chứ mày biết ở trong nhà này là nội rất là... Rồi đi ra chỗ khác đang nói chuyện với con. Đây này, mày biết ở trong nhà này nội rất là khó, hiểu không? Mẹ khó rồi sao? Ừ, nó có. Ôi dồi ôi mẹ. Mẹ đi đâu mà vật vờ xuất hiện một cái hết hồn. Cái nhà này á, từng cm, từng mm là của tôi. Vâng. Tôi muốn đi đâu, tôi muốn làm gì, tôi muốn nói năng cái điều gì là quyền của tôi. Vâng ạ. Và tôi đã cảnh cáo biết bao nhiêu lần rồi, cái ghế này là cái ghế của tôi. Vâng. Mà tại sao hãy hở ra là leo cái ghế của tôi ngồi vậy? À vâng, mẹ đứng lên. Vâng ạ. Để con lao cho con đứng lên đi con lao. Sĩ của mày bẩn lắm. Dạ nó buồn quá hóa điên rồi ạ. Vâng, đừng chấp nó. Im chấp. Xuống chị Giang à. Tôi thất vọng vì chị lắm. Ôi thế sao ạ? Con có làm gì cho mẹ thất vọng ạ? Mẹ cứ nói đi con rút kinh nghiệm ạ. Chị không biết dạy con. Cái cách dạy con của chị á, làm cho con chị hư nghe. Ô. Mẹ con dạy bình thường, con nào cũng ngoan đi. Ừ. Tôi nói để cho cô rút kinh nghiệm. Mà tôi nói thiệt cô nói hoài mà cô không có rút. Cái con này nè. Vâng. Là nó dại khờ, nó không phân biệt được đâu là người tốt, đâu là đấy. Người xấu. Mà rõ ràng cái thằng Quyết Thắng á, nó là người xấu nha. Ai cũng biết hết á. Mà tại sao cô không ngăn cản, cô không khuyên bảo nó mà cô lại khuyến khích cái mối tình ngang trái này? Đó là cái sai của cô. À, dạ thưa mẹ, xin mẹ cho con được phát biểu ý kiến ạ. Rồi, tôi cho cô phát biểu cái chính kiến riêng của cô đó. Vâng, thưa mẹ, lý do tại sao con ủng hộ con quen Quyết Thắng nó có 3 lý do như sau. Nói. Vâng, thứ nhất là Quyết Thắng là một người rất quyết thắng. Cậu ấy không ngừng lăn xả trên mạng xã hội, ngày nào cũng viết xì ta tất mấy chục lần. Mà những cái văn chương của cậu ấy rất là thực tế, thậm chí còn sai chính tả. Đấy, để chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ điều gì? Cậu ấy là một con người thật thà và chân chất. Điều thứ hai, mẹ bảo Quyết Thắng là một người coi như là ăn chơi. Đấy, thì xin thưa với mẹ như thế này, bề ngoài hào hoa phong nhã không có lỗi gì cả, lỗi là do con người. Đấy mà ông bà mình bảo cái gì, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Thứ ba. Vâng, thứ ba là con gái của con đây. Tuy là con rất thương nó và đôi khi con cũng ghét nó, nhưng nó dù sao nó cũng là một đứa đáng thương. Bởi vì sao? Nó là một đứa bị chồng bỏ. Đấy, mày vô duyên, chồng bỏ tao nói mày chồng bỏ. Đấy mà Quyết Thắng này như thế nào chấp nhận yêu thương một cái con điên như thế này, thì đấy là lòng cái nhân ái của cậu ấy rất là cao. Mình cần phải đánh giá cao cái tấm lòng cậu ấy, nên là ủng hộ cho hai đứa đến với nhau ạ. Con xin hết. Chỉ có 3 lý do thôi thì làm sao thuyết phục được tôi. Cho dù bây giờ cô có đưa ra 1000 lý do đi chăng nữa, tôi cũng nói thằng Quyết Thắng là cái thằng không ra gì. Ôi. Chẳng qua là cô khuyến khích đó là do gì, cái ích kỷ, cái tham lam của bản thân mình ra. Ủa xí,
Nội ơi, sao nội nói mẹ con nặng con vậy? Im, chỗ người lớn nói chuyện không được xen vô. Im lặng, không được hỗn. Để mẹ thưa chuyện với nội. Dạ thưa mẹ, lúc nãy mẹ có nói rằng con tham lam và ích kỷ. Mẹ lấy cái đấy từ bằng chứng ở đâu, cơ sở ở đâu để mẹ phán xét con là người như thế? Cô khuyến khích cái mối tình ngang trái này là chẳng qua không phải là vì cô thương thằng Quyết Thắng, mà là vì nhà của nó có cái gia tài kết xù. Cô nhắm vào cái gia tài kết xù của thằng Quyết Thắng đó. Tôi nói có đúng không cô? Cô ơi, tôi đi guốc trong bụng của cô mà, đúng không? Vâng, thưa mẹ. Thế thì như thế này, là con nhận cái sự sai lầm của con. Là con trước tiên là con nhìn vào cái gia thế của gia đình Quyết Thắng đấy. Tại vì sao? Không phải là con mê cái tiền bạc. Mẹ xin mẹ nhìn vào cái hướng gọi là tích cực hơn, thì là con thương con gái của con. Con muốn con gái của con lấy được những người coi như là có thể là họ cho con gái của con một cuộc sống tốt hơn, để nó không phải khổ đi bán livestream nữa. Đấy, thế cuộc đời nó sẽ may mắn. Đấy, đấy là tấm lòng thương con của một người mẹ. Xin mẹ hãy hiểu cho ạ. Nội ơi, lâu lắm rồi trái tim con mới rung động trở lại với một người đàn ông trời. Ơi, tháng trước mày mới yêu đây, con mày vô duyên. Mẹ ơi, mẹ có thương con không? Có thương, có thương. Nhưng mà người đàn ông này nó khác với những người đàn ông khác. Ông xin nội đừng có cản trở tình yêu. Thôi 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 con ơi, không có thuyết phục được nội đâu. Nội nói không là không mà. Trời ơi mẹ ơi, bây giờ phải làm sao bây giờ? Hey, cái gì tùm lum ở nhà vậy? Khóc đó hả? Bộ con yêu thằng đó dữ lắm hả? Yêu, con yêu dữ lắm. Yêu nhiều lắm hả? Dạ. Con có dám chắc là nó yêu thương con thiệt lòng không? Con dám chứ. Nội ơi, bây giờ nội cho tụi con 3 tháng đi. Rồi tụi con sẽ cố gắng chứng minh cho nội thấy là tụi con yêu nhau dữ lắm. Lại láng luôn. Thôi 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 được rồi. Nội cho con thời gian 3 tháng đó. Lúc đó mà con biết được bộ mặt thật của nó rồi đó, đừng tìm nội mà khóc lắm nữa nghe chưa? Nội không có chuyện đó đâu. Con hứa là con sẽ yêu mẹ. Được, nội chờ. Mày ngu thế. Xin có 3 tháng mà xin 3 năm mới được chứ lị. Con này dở hơi. Dạ con chào nội. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đây, ngồi xuống, để ngồi xuống. Dạ, dạ. Để ngồi xuống liền, để ngồi xuống liền. Trời ơi, nè. Kịp nè, cậu làm gì cháu gái tôi vậy hả? Cậu đánh nó hả? Cậu hiếp nó hả? Dạ không có, con rủ đưa Ngọc Cát đi uống cà phê. Xong con ca mấy câu giọng cổ cái xỉu ngang vậy. Cậu điên hả? Ca giọng cổ mà xỉu ngang, tào lao, ở đâu ra? Cậu nói đi nha, cậu mạng hiếp nó ha, cậu mình đánh nó ha. Cậu bỏ bồ mê xuống lúa ha, là tôi bán mạng gì cậu đó. Không có, con chỉ rủ đi uống cà phê thôi, con ca giọng cổ mà. Sao? Nè, tôi lớn từng tuổi này rồi nghe chưa? Đừng có gạt tôi những chuyện đó. Tự nhiên ca mấy câu giọng cổ mà nó xỉu. Nè, ca hay bằng tôi không? Muốn tôi ca không? Thử tôi ca thử cái cậu có xỉu không? Thôi, nội khỏi ca đi. Con nhìn nội là con biết nội ca hay rồi. Người vừa sang ha, đẹp lão ha. Rồi mà nhìn là con biết chắc luôn là lời của nội thoát ra là vàng là ngọc luôn á nội. Thôi đi, đừng có định bợ quá. Thôi xạo xạo quá làm cái gì. Thôi đi về đi. Rồi để tôi đưa con gái, cháu gái tôi vô trong nhà. Đi về đi, tôi đưa nó vô nhà được. Đi về đi. Vậy con đi về, nhưng mà có chuyện gì nội nhớ đẩy lên băng ca liền. À quên, nội nhớ gọi cho con liền nghe nội. Không cần, tôi lo được. Trời ơi, vàng ngọc tôi không biết lo hả? Nè, sao con xỉu vậy? Con đâu có xỉu đâu. Rõ ràng là con xỉu. Con giả bộ đó nội. Giả bộ tại sao? Nó nói là nó hát cả lương rồi con xỉu. Nội ơi, tại vì ảnh đẹp trai quá. Mày đừng có mê trai quá. Con xỉu một chút có nước mắt gì đâu. Nhưng mà con đừng có làm gì làm nội hết hồn. Nội hết hồn một chút cũng không sao, nhưng mà con được ảnh cổng về nhà. Trời ơi, bà quá nghiệt cái tôi quá vậy nè.